của hãng FE. Bên trong gồm có đầu côn, một ống dẫn nước tầm mát, chốt định vị và một cái sắt kết nối. Kết nối là kết nối nhanh như thế này. Nếu là mát sẽ dẫn từ trên xuống, đi qua bên đầu là kết nối nhanh, nước chảy vào bên trong là mát lưỡi khoan. Chốt định vị giúp cho cái đầu kết nối nhanh được định vị cứng ở trên thân máy như thế này. Các bạn phải nói vô cho nó chuyên nghiệp hả? Mũi khoan và tia định tâm. Tia định tâm được xỏ từ trên xuống vào trong cái khe. Đây là đầu kết nối nhanh. Phía bên trong đầu kết nối nhanh có một lưỡi gà để giữ cái lưỡi khoan. Khoan sẽ được đưa vào bên trong lòng ngay bên cái khảm khuyết này và được gài vào trong cái lưỡi gà để giữ. Và mũi khoan sẽ được giữ như thế này.